lòng ham muốn của con người đã định hình thế giới này bạn nghĩ phẩm chất nào thôi thúc con người hành động quyết liệt nhất nhà triết học hy lạp plato từng nói hành vi của con người xuất phát từ ba nguồn chính ham muốn cảm xúc và kiến thức có lẽ plato đã đúng khi đề cập đến ham muốn trước tiên lịch sử đã chứng minh có những người khao khát sở hữu một vật quý giá và họ đã hành động một cách quyết liệt để có được nó một trong những đồ vật nổi tiếng nhất lịch sử là La Peregrina, viên ngọc trai hình quả lê màu trắng, nặng 55 carat. Trong tiếng Tây Ban Nha, La Peregrina có nghĩa là người lang thang hoặc người hành hương. Đúng với cái tên, viên ngọc trai này đã có một hành trình ngoạn mục, đi từ lục địa này sang lục địa khác, chuyển từ tay người này sang tay người khác trước khi được bán đấu giá với con số kỷ lục. La Peregrina được một nô lệ châu Phi phát hiện tại đảo Pohn ở vùng vịnh Panama vào đầu những năm 1500. Viên ngọc trai sau đó được dâng cho vua Philip Đệ nhị của Tây Ban Nha và ông đã tặng nó cho vợ mình, Mary Tudor vào ngày cưới. Bà cũng chính là nữ hoàng Mary đệ nhất của Vương quốc Anh sau này. Mary yêu thích La Peregrina đến mức hầu như bức chân dung nào của bà cũng có sự xuất hiện của nó. Nhưng thời điểm đó, có một người cũng khao khát sở hữu viên ngọc trai, chính là Elizabeth Đệ Nhất, em gái của Mary. Elizabeth Đệ Nhất trở thành nữ hoàng Vương quốc Anh sau khi Mary Đệ Nhất qua đời vào năm 1558. Khi ấy, Philip Đệ Nhị đã dâng La Peregrina cho bà. Tuy nhiên, nữ hoàng đã từ chối lời đề nghị. Philip Đệ Nhị trở về Tây Ban Nha mang theo viên ngọc trai quý giá. Nhưng khao khát sở hữu La Peregrina của Elizabeth đệ nhất đột nhiên bùng cháy. Bà đã thông qua luật mới cho phép các tư nhân người Anh, về cơ bản là những tên cướp biển đã được cảm hóa, cướp bóc những con tàu của Tây Ban Nha, mục tiêu lớn nhất chính là tìm kiếm La Peregrina. Philip đệ nhị cảm thấy không hài lòng với hành động này. Năm 1588, ông đem hạm đội bất khả chiến bại Invisible Armada sang xâm lược nước Anh, muốn lật đổ nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Người mà Giáo hoàng Pius V gọi là kẻ bảo trợ của dị giáo và cướp biển. Tuy nhiên, ngoài khơi bờ biển Gravelines, nước Pháp, hạm đội bất khả chiến bại của Tây Ban Nha đã bị một đơn vị hải quân Anh đánh tan bành. Chiến thắng này đã đưa nước Anh trở thành một cường quốc tầm cỡ thế giới, khép lại thời kỳ thống trị của hải quân Tây Ban Nha và mở đường cho đế chế thương mại toàn cầu của Anh. Đây cũng là lần đầu tiên vũ khí tầm xa được dùng trong chiến tranh hải quân kết thúc thời kỳ chiến đấu trên tàu và cận chiến. Quay trở lại với La Peregrina, chủ nhân gần đây nhất của nó chính là Elizabeth Taylor, nữ minh tinh người Mỹ gốc Anh. Chồng bà, Richard Burton, đã tặng vợ viên ngọc trai này nhân ngày lễ tình nhân năm 1969.